Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Nga. Trước tiên hết thì Nga xin gửi lời chúc đến toàn thể tất cả các anh chị và các bạn và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi những video clip của Nga. Và hôm nay Nga cũng xin bật mí một số cái. Có nghĩa là cái này là một cái số kinh nghiệm mà mình thấy rõ ràng. Như các anh chị và các bạn thấy là trong những cái ngày tháng vừa qua thì cũng có những cái việc mà giống như nhiều khi mình đi nước ngoài mình không có những cái sự chuẩn bị. Trước mình đi du lịch gọi là nếu như người nào đi theo tour thì dễ dàng rồi. Và trong tour thì nếu mà ngắn hạn thì người ta có những cái mà chuẩn bị trước cho mình. Còn ví dụ như trong tour mà du lịch mà bạn mua trọn gói á, thì có bao gồm cả hành trình tour, rồi khách sạn, vé máy bay. Đồng thời là họ sẽ check-in hết cho chúng ta tất cả mọi thứ, bao gồm cả bảo hiểm. Nhưng đối với các anh chị và các bạn, khi các anh chị và các bạn đi du lịch mà tự túc hay là mình dùng từ là đi phượt á, thì các bạn cũng lưu ý một số điều như thế này cho Nga. Có nghĩa là các anh chị và các bạn đi trong nước ha, ngoài nước, đi bằng đường bộ ha, đường hàng không, bất cứ gì cũng vậy, các anh chị và các bạn có những cái điều cần lưu ý. Và Nga ở đây không nói là đi du lịch trong nước hay ngoài nước ngắn ngày hay dài ngày, nhưng Nga nói cái chung nhất và tùy từng trường hợp mà các anh chị và các bạn sẽ lặp lại và sẽ chọn cho các anh chị và các bạn một cái cách thức sao cho thấy tiện cho mình là được rồi. Và chính bản thân Nga thấy là đầu tiên Nga xin chia sẻ về, có nghĩa là khi book vé máy bay xong rồi thì việc đầu tiên kế tiếp nữa là các anh chị và các bạn phải mua cho mình bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm hành trình của mình đi. Thông thường thì cái bảo hiểm này nó sẽ bao gồm cả luôn bảo hiểm của chuyến đi, bao gồm những tiền lây trong chuyến hành trình của mình, bao gồm cả bệnh, bao gồm cả ví dụ sự bất chắc xảy ra đối với bản thân mình nha. Ví dụ như những cái tai nạn rủi ro xảy ra thì thật sự chúng ta không bao giờ chúng ta lường trước được mọi sự, nhưng thà chúng ta mua một cái số tiền đó chi ra cho cái việc mà mua bảo hiểm cho mình cái hành trình thì nó vẫn tốt hơn cho mình. Ví dụ như các anh chị đi ngắn ngày thì các anh chị có thể mua ngắn ngày, các anh chị đi dài ngày thì nó sẽ mua dài ngày. Và tùy theo số ngày mình ở các nước mà mình đi du lịch đó, thì cái giá tiền nó sẽ khác nhau. Và đối với bản thân mình, bất cứ gì cũng vậy, khi mình đi mình đều mua bảo hiểm hết cả. Và nếu như Nga đi ngắn ngày, nó ví dụ như Nga đi các nước Đông Nam Á thì Nga sẽ mua tích hợp cái bảo hiểm đó trên cái vé máy bay luôn, tại vì người ta có tích hợp cả bảo hiểm. Và Nga đi dài ngày thì trong cái vé máy bay của Nga thì thông thường cái vé máy bay nếu như cái hãng nào họ có tích hợp thì càng tốt, còn không có tích hợp thì tự bản thân mình mua. Và đối với những chuyến mà Nga đi dài ngày thì Nga mua bảo hiểm thông thường thì mình sẽ có cắt công ty bảo hiểm tại Việt Nam mình rất là nhiều. Nha, ví dụ như là các anh chị có thể lại bảo hiểm bảo minh gì các anh chị hỏi, có những cái tour, có những cái gọi là bảo hiểm cho những cái hành trình du lịch, bảo hiểm du lịch. Và các anh chị cũng có thể hỏi những cái hãng bảo hiểm nhiều, rất nhiều hãng bảo hiểm ở Việt Nam. Nhưng Nga thì Nga đi mấy lần Nga chọn Liberty. Và đặc biệt các anh chị và các bạn nên lưu ý là khi mà mình mua bảo hiểm thì mình phải coi rõ cho mình những cái chi tiết và những điều khoản mình được bảo hiểm. Để chi? Để như có sự cố gì xảy ra thì các anh chị có và các anh chị sẽ liên hệ. Và các anh chị phải nắm được cái đường dây nóng và các anh chị gọi. Tại vì thật sự ra mình chỉ bảo hiểm là phòng hờ rủi ro. Ví dụ như các anh chị đi qua, ví dụ như trường hợp mình đi du lịch ở nước ngoài, mình đi du lịch ở Mỹ trong một cái thời gian cũng khá, khoảng tầm một tháng, thì tất nhiên mình cũng không biết sự việc gì xảy ra ở nơi nước bên kia. Mình không nói là mình gọi là cái chữ là rủi ro, nhưng nếu như có rủi ro xảy ra thì mình có bảo hiểm thì dầu sao cũng đỡ. Và mọi cái thì họ sẽ lo cho mình, nhưng tùy theo số lượng, giống như trong cái bảo hiểm nó sẽ có 3 phần, thì các anh chị mua trả giá như thế nào thì cái mức độ bảo hiểm nó sẽ cao như thế nấy. Đó là đối với đầu tiên là về bảo hiểm. Việc thứ hai, nếu như các anh chị và các bạn đi trong một cái khoảng mà thời gian tương đối là khá dài, ví dụ như tầm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, và các anh chị và các bạn đi vào những cái mùa gọi là nó sẽ có những cái, có thể là các anh chị sẽ bị nguy cơ giống như ví dụ như cảm bệnh này kia, thì điều đầu tiên Nga cũng xin chia sẻ là các anh chị nên đi chích ngừa cho mình. Tại vì sao? Nga ví dụ như trong cái thời điểm này của mình, ví dụ như là khoảng tháng 10, 11, 12 thì thời tiết ngay cả ở Việt Nam cũng vậy,
nếu nó có điều kiện thì mình cứ việc chích ngừa, tại vì mình sẽ phòng chống những cái bệnh cúm, thì cái cơ thể mình tạo ra sức đề kháng rất là tốt. Và khi mình đi du lịch khoảng thời gian này, ở bất cứ nước nào cũng vậy, nếu các anh chị được thì các, nếu anh chị đi ngắn ngày thì Nga không nói, nhưng các anh chị đi dài ngày thì các anh chị nên chích ngừa cúm. Và đối với các anh chị và các bạn, tùy theo vùng miền và địa phương của mình thì các anh chị sẽ đến nơi nào mà có chích ngừa thì các anh chị sẽ hỏi và các chị chích cái vaccine cúm. Thì đối với bản thân mình đi chích ngừa, và thật sự ra là khi mình đi chích ngừa thì ở Sài Gòn thì mình sẽ đi ra viện Pasteur, tại nơi đó là hoàn toàn thuốc men thì mình cũng tương đối là mình an tâm. Và thật sự các anh chị chi cái khoản chích ngừa nó không có cao, giá tầm khoảng chừng 300 ngàn trở lại, nhưng được một cái là các anh chị sẽ được đảm bảo về cái sức khỏe của mình, để mình không phải mà bị những cái bệnh mà lặt vặt như cúm, cảm, sốt rồi kia, thì cái cơ thể mình tạo ra một cái sự đề kháng cũng ok. Và các anh chị và các bạn biết rằng khi mà mình đi chích ngừa vậy á, thì cái người khi giống như Nga đi chích ngừa kìa, rồi Nga đi chích ngừa cái mũi vaccine là Vaxibrip, thì cái này thì giá tầm khoảng cỡ, Nga nhớ mang máng là cỡ 280 ngàn. Nhưng mà sau khi chích ngừa xong thì các anh chị lưu ý là cái cô bác sĩ có dặn là sau khi chích ngừa xong thì trong khoảng 10 ngày đầu thì mình khoan đi, giống như là khi chích ngừa, muốn khi chích ngừa thì các anh chị phải coi cái thời điểm anh chị đi là ngày giờ nào, và các anh chị chích ngừa trước đó khoảng 15 ngày là an toàn nhất. Tại vì trong khoảng thời gian 10 ngày đầu á, là cái cơ thể mình nó đang tạo ra cái đề kháng. Và nếu như mà mình đi trong khoảng mới vừa chích ngừa hôm nay hoặc là ngày mai các chị bay đi nước ngoài rồi qua bển, các chị sẽ vẫn có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Tại vì sao? Tại vì cái vaccine nó vô cơ thể mình nó chưa tạo ra cái kháng thể để mà phòng chống. Do đó là mấy cô có dặn là trong khoảng 10 ngày đầu sau khi chích ngừa thì khoan đi đâu hết, vẫn ở trong nước đi, rồi sau đó thì muốn đi đâu đi đâu đi. Đó là một cái điều lưu ý. Và còn một điều nữa là Nga xin bật mí một cái nho nhỏ, đó là về việc đi những cái chuyến mà máy bay local. Nga cũng xin bật mí nho nhỏ thôi, cái này chỉ là một cái yếu tố nhỏ, là hôm trước Nga cũng có chia sẻ với anh chị là cái hành trình bay đối với hãng Southwest, để cho người Việt mình, đặc biệt là những anh chị và các bạn chưa từng hề đến, có nghĩa là chưa từng hề đi hãng Southwest, và giống như là đây là lần đầu tiên mình đi dạng đi phượt tại nước Mỹ, thì các anh chị cũng biết quy trình. Và nếu các anh chị đi một mình hoặc là một group mình lần đầu tiên chưa có ai đi thì cũng lưu ý như thế này: họ không phải như cái hãng máy bay của mình, là khi mà các anh chị mà mua vé là các anh chị book được cái chỗ ngồi này kia, và các anh chị sẽ vô đúng tìm cái mã số chỗ ngồi của mình. Nhưng đối với Southwest là khi các anh chị mà check online, các anh chị sẽ có một cái mã, ví dụ như từ số 1 đến số 2 các anh chị sẽ ở đâu, ví dụ A1 đến A10, rồi B1 đến B10, ví dụ như vậy đi, thì họ sẽ phân thứ tự và các anh chị sẽ thấy có những cái cây, và mình vô đó mình đứng tự ngay cái cây và mình đi xếp hàng đó và vô. Và khi vô các anh chị được Southwest, ở một điều là các anh chị được quyền chọn chỗ ngồi, có nghĩa là nếu như mình vô trước mình sẽ được chọn chỗ ngồi trước, mình muốn ngồi ở đâu mặc kệ mình, không ai quan tâm. Rồi người kế tiếp vô và cái người cuối cùng thì bắt buộc còn chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Tại vì Nga muốn bật mí như thế, tại lần đầu tiên khi mà Nga đi hãng Southwest vào năm ngoái, chính bản thân Nga đã bị lòng cộng. Nga lên đến đó, đến cuối cùng mình là người không phải là gần chót, mình là người đầu tiên của cái dãy gần chót. Có nghĩa là mình trước mình là cũng còn khoảng chừng 15, 16 chỗ ngồi, nhưng mình không biết. Mình vô mình lớn, mình đứng đó, lắc đầu mình tìm, ủa không thấy chỗ ngồi mình đứng. Cuối cùng mình phải chung vô một cái chỗ cuối cùng trong cái khoang máy bay để cho máy bay cất cánh. Đó là một số điều Nga bật mí các chị và các bạn. Do đó Nga tóm lược lại là khi các anh chị đi nước ngoài, thì các anh chị đi du lịch hoặc là các anh chị đi ngắn ngày hay dài ngày, thì các anh chị nên lưu ý, đầu tiên các anh chị nhớ mua bảo hiểm của du lịch. Thứ hai, các anh chị nếu như đi tương đối là thời gian cũng khá khá, và vào cái giống như cái cơ thể đề kháng của mình cũng không ok, và qua cái mùa đó nó dễ cho mình gây nhiễm bệnh này kia, nhất là cảm cúm này kia, thì Nga cũng khuyên các anh chị nên chích ngừa những cái
chích ngừa cúm để cho cái cơ thể mình tạo ra sự đề kháng. Việc thứ ba, nếu như các anh chị và các bạn đi những chuyến bay local thì vui lòng, một là các anh chị nếu ai đi Southwest thì các anh chị và các bạn cứ nghe theo lời của Nga, còn những anh chị nào các bạn đi những hãng hàng không khác thì vui lòng check về các cách thức mà xếp hàng hay là cách thức mà để vô nhận máy bay, cái chỗ ngồi của mình như thế nào để khỏi bị lúng túng như mình. Và Nga xin chia sẻ với các anh chị và các bạn ba điều trên, và chúc các anh chị và các bạn sẽ có những cái hành trình đi thật là tốt đẹp và gặp nhiều may mắn. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha.